Hi, xin chào tất cả bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục chơi tựa game ARK và chào mừng các bạn đến với đấu trường Random Bet của mình ngày hôm nay. Trong đấu trường chúng ta ngày hôm nay sẽ gồm có 5 con Super Godzilla. Anh em nhìn thấy chưa? Bọn 5 con Super Godzilla này mình triệu hồi ra để thực hiện cái mục đích là chúng ta sẽ đấu với 5 con Godzilla. 2, 3. Mình sẽ thả ra 5 con Godzilla. Wow. Đấu trường của ta ngày hôm nay cực kỳ đông luôn á. Trận chiến ở 5 con Super Godzilla của mình nó quá là mạnh luôn á, team mình là một team vô địch luôn. 5 con Super Godzilla đấu với 5 con Godzilla và cuối cùng thì 5 con Super Godzilla đã giành chiến thắng. Và anh em xem clip thì hay thì hãy nhớ like theo kênh của mình nha để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo.